Hello cả nhà ha. Thì hôm nay mình sẽ nấu món này cho anh xã ăn, cái cơm chiều. Cái của mình có đó là một ít tôm và một con mực. Thì mực này thì mình mua ở siêu thị Đông Đá nên nó không chắc không được tươi đâu. Rồi này là nấm nấm đông cô. Rồi rau của mình. Còn hủ tiếu nữa ha. Hủ tiếu thì mình ngâm nước cho nó mềm xíu đó. Cái món mình nấu đó là cái món hủ tiếu xào ha đó. Nhiều đề thôi mà thấy vậy chứ nó cũng nhiều lắm á đó. Đó. Ngâm cho nó xíu xíu. Ok, sau đó mình ốp xíu cà no cho tôm của mình ha đó. Xíu cà no cho nó thấm cho thịt nấy, lại một xíu cà no cho nấm nấm đông cô này. Thì mực thì mình cắt ra, xong rồi hủ tiếu thì để vậy cho nó ráo rồi mình đi xào ha. Đây đó, nguyên liệu của mình đó khá đơn giản. Xào đầu bỏi của mình trước đó. Xào dừa rồi tới mình bắt chả, mình xào mì bỏ vô là ăn được không? Bên đây là phía mì của mình bỏ vô mình xào xào ít đi, rồi xong rồi mình sẽ bỏ hết cái đồ bổi rau mình xào vô là ăn được rồi đó. Tôm này mình xào riêng tại vì nó xào lâu quá nó sẽ nhanh chín, nó mất ngọt nên mình bỏ riêng đó. Mình bỏ mấy cái kia vô nữa là ăn được. Để mình bỏ ha, bỏ cái nồi này vô đây. Thì rau cải hay là hải sản gì mọi người thích ăn gì xào đó. Mình thích ăn của cải thìa nên mình xào cải thìa. Đó, sau khi toàn bộ cái cho cái bên kia qua. Đó, cái nồi mì mình bây giờ là ăn được rồi đó. Đó, rau củ quả vô nó cái màu vậy mà nó. Có nhiều ghê không? Mình cũng nấu cái món này nhiều lần lắm rồi đó. Mà lần nào mình nấu cái nó cũng thấy nó ra cả đống hết trơn á, muốn làm sao cho hai đứa ăn vừa là đủ. Bây giờ là mình sẽ múc ra mình với anh Leo thưởng thức đây ha. Ok, mì xào của mình xong rồi đây, dĩa mì xào của mình đó. Mình thì bỏ xíu tiêu vô, anh Leo thì anh không chịu bỏ tiêu, anh nói cho anh ăn ít thôi, nhiều quá anh không chịu, nên cái dĩa này anh được nhiêu đó đó. Rồi ở đây là ảnh thì uống trà nóng, mình thì uống trà này, và cái nước tương này bữa hổm mình làm sẵn rồi nè, giờ là chỉ có quất thôi. Ok ha. Mời anh Leo ăn cơm. Thấy vậy mà múc hai đứa, còn trong đây còn được nhiêu đây nữa nè. Ăn gì mà không hết, lần sau nấu nữa là bớt lại nữa. Ok, lại nấu cơm cho anh Leo ăn nè. Hai Leo. Xin chào everybody. Tạm biệt, xin chào cảm ơn. Xin chào các bạn Xin nha. chào các bạn. Mời các bạn ăn cơm. Xin chào các bạn ăn cơm mà. Ok. Hello, mời các bạn nha. Mời các bạn ăn. Howdy. 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 Ăn mì xào với mình ha. Đó là món mì xào mình xào vậy thôi, khá đơn giản, không có gì hết á. Mà xào hoài thì cũng thấy nó nhiều. Lúc trước. Here you go. Oh. Lúc trước lần đầu xào á, trời ơi, xào ra một đống luôn. Thấy cái này mua một chút, cái kia mua một chút. Who's that? Nobody can see me now. Anh Leo nói cho anh ăn ít thôi nè, anh không ăn nhiều đâu. Để dành bụng anh ăn cheese, anh ăn burger, anh ăn cánh gà. Sorry. Need to close. Nước tương. Đói bụng quá. Giống như Việt Nam mình xào là kêu hủ tiếu xào á, mà Okay. xào với lại giá hẹ, xào với lại tôm. tôm, yeah, What is mushroom, this? Mushrooms. nấm, Nấm. Tôm and nấm. Nấm and tôm. and this one hot for me, sweet, oh my god, right? What is that? Sweet, Sweet. 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 Anh còn chưa hiểu từ mình đang nói á. I don't know what that is, sweet. I don't know what that is. Ok. Squid.
giờ anh mới biết là mình đang nói Squid. cái gì á. Little things swim around. Look like family with octopus. Octopus, squid, yeah. Octopus. Octopus, I can grow now. Easy than squid. Not squid. 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 Ôi mệt mỏi luôn rồi. Cái từ đó nói hoài mà người ta không hiểu luôn á. Can't speak English. Have to send you back to Vietnam. What is this? Cabbage? Không biết cái này cải thì tiếng Anh kêu là gì không biết. Mọi người ăn cơm chưa? How do I say very good again? Rất ngon. Delicious. Rất ngon. Rất ngon. Now you are my cục vàng. You mean I've come up from coca? Giờ là có ăn. Squid. And you know this one? Nice. Rabbit food. Can you say rabbit food? Carrot. Carrot. Mm-hmm. Mm. You see this? Mm. This is it little tingle tangles? Mm. Tail, huh? Little tail, huh? Oh, these are not tails. These are arms. Squid arms. You call this one squid arm. Squid. Squid tentacles. Tentacles. But you can call it arm, huh? That kind of arms. I think a squid has 8 arms, maybe. But they're called tentacles. Tentacle. How do you spell tentacle? Anh Lê anh dở dụ. Carefully. You spell it carefully. I spell it incorrectly. Anh dở tiếng Anh mà. Yeah, that's right. I can't spell worth a. Cái spelling anh dở. Cái spell lên ảnh nói toàn là sai mà. You don't have to tell them. We can read English. Oh, sorry. Sorry, my dear. You don't have to tell them how bad I am. Careful. I don't make any heart. I tell you about the noodles. What do you want to know about the noodles? What are they called? Noodles. Mì. This one mì. Mì xào. Xào that fries. Fry, right? I do with the oil. Mm. Fried noodles? Mm. And we have a lot of kind of noodle. Cái này là bún gạo khô. Mà ăn riết là thấy cái bún gạo nó không ngon mà mai mốt mua cái bánh hủ tiếu á. Thào nó mềm nó cũng ngon. Khá ngon. Ngon quá. This is good. Lucky I make food and you enjoy. I'm just not hungry tonight. I know why. Because you went restaurant with Connor and you had a lot of food up there. You think I don't know about that? You eat that, eat it. That's why you don't hungry. Oh yeah? Say something. I don't hungry. Don't give me much. Not really good at all. He has a lot of food at restaurant with his friend. Eat a lot without meat. I know that. I take you? No, I don't want. I don't want. I would like my food. Good.
next week, I'll take you. It was a cute little restaurant. Really close. I know, when you have your food, you enjoy a lot. You want to eat that, eat, and you never stop. Tell me, I have my food. I enjoy a lot. That's why I give you food when you're not hungry, not good. This is good. What's not good about it? Eat these little brown turds. That is mushroom. Do you remember when we go to the vegetarian restaurant and that's advertiser? They make from this one, mushroom. Squid. I can pronounce it. Squid. Sun. Big sun. Big sun. Good sun. Sun. Big sun. Don't die. Let it. Good sun. Biết mà. Mẹ mày cry. Chẳng anh bạn nào đó đi ăn. Hai người như khủng long á. Bữa nào mình chụp hình lại cho coi. Anh đó giống như cháu nội anh vậy. Bự. Lần sau nấu ít hơn. Thấy không? Anh no rồi á. Anh ăn không có nhiều. Do ăn nhà hàng với bạn rồi á. Anh lên nhà mình á. Thật sự mà nhiều khi á, mình không cho anh ăn á thì tội nghiệp. Nhưng mà anh ăn mà kiểu mà thả ra hả, là cầu mà có mở cửa bự ra nữa để anh vô á, rất là dễ cân, lên cân xuống cân thì ạch, mà lên cân rất là nhanh. What lies are you telling these people? I told them about you. Oh. If I don't make Vietnamese food for you and almost give you American food, we need open the big door for you. Ảnh cao hơn 2 mét, mà nếu mà ảnh mạnh cái ảnh mà tăng căng cái sức mạnh của ảnh hả? Nó bự giống như là big Leo. Giống như là một khủng long mà di chuyển luôn, mình đảm bảo điều đó luôn á, ảnh rất là bự. Nên hầu như mình phải cố gắng cho ảnh ăn món gì mà nhiều khi thấy ảnh thèm, thấy tội nghiệp. Tội nghiệp mình cho ảnh ăn là mình sẽ hại ảnh. Cái lớn tuổi rồi với lại trong máu có cholesterol rồi này kia nọ. Rồi mà nhiều thịt quá thì kinh sao nổi. Đi tới lui té gầm gầm nữa rồi là lên đường sớm, đi Đức sớm. Sẽ đi Đức sớm. How about cơm? Very good. Very tasty. Not good at all. Because you steal food from the fish or the food you had. Yeah. You had a lot. I didn't have a lot. Bữa trưa tới giờ mà, nãy giờ vẫn còn ngon. How much did you pay for bill? Bill. $13. $13.
chip. Mm-hmm. That was good. Me. And it was healthy. So you had any meat? A little bit on the flatbread. I had Brussels sprouts and flatbread. Mọi người ăn mì thì xào ăn ha. Món này cũng khá đơn giản. Ở đây đi ra nhà hàng tàu nó cũng xào, nó xào mì xào giòn, nó kiểu xào kiểu xào á. Gia vị khác mình. Nên mình ăn quan trọng là cái khẩu vị á. Nên nếm cái vừa ăn của mình. Cho mình xào gì nó ngọt. This is jasmine tea. No. Not green tea. Anh đang uống trà móc câu của Việt Nam mình đó. But how about tea? You think good? No. Not good, huh? I don't like your. Try not a one. I like the green tea. I like the green tea at work. But mm-hmm. The green tea in the bed. But this one not in the bed. I know. I don't like the flavor. Okay. Try until you find one I like. Carry on. How about mushroom? I know you had a lot of food like this. I don't cook for you. Cook for myself. Mm-hmm. Biết ảnh còn no nhiều gì mình không nấu hả? Because you still full or you don't like the noodle? I like the noodle. I ate some watermelon just a few minutes ago. She didn't remember that. Nhưng mà món Việt mà anh ăn thôi chứ đâu phải là cái nào anh cũng thích đâu. Không có thể nào mà thích giống như mình thích được đâu. Y chang nhưng mình không thích món Tây gì thôi. Nhưng mà mình muốn cố anh cho anh ăn món Việt để không có quá mập. Ok ha, cảm ơn mọi người đã coi video của mình với anh Xã Leo. Ok nữa thôi. Thì là cái món mì xào của mình với anh xã. Mình ăn thì rất thấy ngon, rất là ngon, đói bụng. Mà món của Việt Nam mình nữa. I know I should not dunk that in there, but it was good. You can do that, let it. I know. Ok. Cảm ơn mọi người đã coi video của mình với anh Xã Leo. How's it? Tạm biệt, cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.
Chào baby. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Next video. Oh, next video. Hẹn gặp lại, next video. See you good. Food. Really good. I keep her a little bit longer. Maybe. Maybe. Maybe, baby. It seems you gain weight from you eat hot dog, cheese. You know about that. I know. Really bad. Ok, cảm ơn mọi người đã coi video của mình trên xã Leo ha. Tạm biệt, gặp bạn. Hẹn gặp lại video tới ha. Chúc mọi người có bữa cơm xin chào. Ngon miệng. Xin chào, gặp bạn. Thank tạm you. Tạm biệt các bạn. Thank you very much. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Ciao.